Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hôm nay tôi đưa quý vị tới cái mall lớn nhất của Edmonton. Đây là thành phố Edmonton, Canada. Đây là West Edmonton Mall. Để vào cái tiệm Apple để coi có họ bán những cái sản phẩm gì. Đây là mấy cái máy sách tay MacBook Pro. Mấy cái này là mấy cái đời mới á, mới ra. Mấy cái này rất là mỏng và rất là đẹp. Còn ở bên này thì có mấy cái iPad này, iPad mini loại nhỏ này, loại này là loại mới này, mới ra này. Ở đây không biết sao họ không để cái giá này, cho nên không có thấy cái giá. Đây là cái loại iPad Pro này, cái loại này là loại cũng đời mới, mà cái này là cái loại bự nhất á. Bên này thì iPhone 15 Pro Max này, loại này là cái này là đời mới nhất Pro này. Mấy cái này là mấy cái mẫu, không phải cái điện thoại thiệt, mấy cái mà để cho người ta xem thôi. Đi qua bên kia mới có mấy cái đồ thiệt, cái hàng thiệt. Dây đeo đồng hồ này đẹp chưa, có nhiều loại, nhiều màu, đủ loại hết á. Này cũng iPad này. Đồng hồ này đó, đấy có nhiều lắm. Trong mà quý vị nào mà thích sản phẩm Apple á, chạy qua cái tiệm Apple á, ở trong mấy cái mall hay là nó hàng nhiều lắm, hàng này hàng thiệt không à. Đây là những cái bọc của cái iPhone này. Đó. Nhiều lắm, nhiều đủ loại màu. Tha hồ mà lựa. Đây nè, đây có cái bọc ở sau, quý vị có thể bỏ mấy cái thẻ gì đó nè. Cái này là họ bán $79 đó quý vị. Cái bọc iPhone này á, là họ bán như vậy là $79. Đây này, cái này thì có cái miếng lâm châm ở sau, quý vị có thể là bỏ vô cái sạc vòng tròn mà có lâm châm đó, quý vị bỏ người lại nó rít vô là này bao nhiêu ta. Cái này là $59.60 đó quý vị. Cái này là không phải cái hãng của Apple mà của cái Outer Box, là cái công ty khác họ làm á. Còn cái này bằng nhựa này chắc cái này rẻ hơn, coi bao nhiêu ta. Cái này thì $65, mắc hơn cái kia $5, tưởng rẻ hơn nha. Mà cái này mắc hơn $5, là cái kia 60. Thì nó có đủ loại màu cho quý vị lựa, xanh, hồng, đỏ, tùy theo giới. Đây thì những cái đồ để sạc pin nè, dây nè, đủ loại, quá nhiều luôn. Vô đây là nhìn là mát mắt. Cái này đẹp chưa, cái này cho mấy đứa em nhỏ hay là mấy bạn gái nhỏ nè, thích mấy cái màu mà. Cái này thì cộng $60. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh Cuộc Sống Ở Đây. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Đây thì những cái sản phẩm này thì cái công ty Belkin họ làm, chứ không phải Apple. Đây thì có mấy cái nghe lỗ tai này, cái đó là của Apple nó làm á. Được, cái mấy cái này là cái bọc của những cái iPad này, đẹp chưa, đủ loại màu. Đủ loại màu luôn, cam, xanh, vàng, đỏ gì cũng có. Đẹp quá. Trưng bày đẹp quá. Màu này nổi đẹp không? Coi họ bán bao nhiêu ha.
Cái này thì họ bán là 75 đô. Cái bọc cho cái iPad này á, thì 75 đô. Cái này là cho những cái iPad nhỏ, cái iPad mini á, phải không? Để nghe đồng mà rớt luôn. Ở đây là mấy cái dây đeo đồng hồ này, rất là nhiều loại. Nói chung là đa số cái loại gì nó cũng có. Vì là Nike này, hiệu Nike cũng có nè. Mấy cái này là mấy cái nhựa nè. Mấy cái này là cái kiểu, những cái đủ loại kiểu. Thì kiểu mẫu ở đây nhiều lắm. Quý vị có thể lên đây để thử rồi coi thích cái nào đó rồi mua. Hay là lên mạng coi cũng được. Mà lên mạng nhìn thì mình không có cái cảm giác được. Mà tới đây mình có thể rờ đồ được ha. Coi làm sao. Cái này để coi cái Nike này bán bao nhiêu. Cái này là họ bán là 59 đồng á. Quý vị có thể thay ra thay vô rồi đổi như vậy thôi. Cái nó cũng rất là dễ thay. Đeo vài cái cho nó đổi qua đổi lại cho nó đẹp. Đây là mấy cái hình như mấy cái hồn, mấy cái cục cứng, cái ổ cứng đó quý vị. Mấy tiếng Anh gọi là cái hard drive á, tiếng Việt gọi là cái ổ cứng á. Để quý vị có thể chuyển cái video hay là hình nhiều quá qua mấy cái cục đó. Đây là mấy cái gì này. Đây thì mấy cái đeo tai này. Cái này cái hãng Beats, Beats Solo hồi xưa là Beats mà Apple nó mua rồi. Thì bây giờ là cái hãng này cũng về của Apple rồi. Cái này cũng nổi tiếng lắm, hồi xưa nó cũng nổi tiếng lắm, Apple nó mua luôn. Thì đủ loại cái loại đeo tai, cái này cũng dây nè, này là về dòng cái Bluetooth. Cái này thì họ bán như vậy là 90 đô một cái. Cái này quý vị đeo lên cái cổ thôi, xong rồi chừng nào muốn nghe chắc hai cái miếng nhựa đó vô nghe. Thôi cần phải bọc và bỏ trong cái lỗ tai ra ngoài. Còn cái này thì cái đeo này. Cái này thấy mấy bạn nhỏ đi ngoài đường hay đeo lắm nè. Đi đeo nghe về cho cũng nguy hiểm ha. 250 đô. Cái này 250 đô. Đủ loại màu. Xanh, hồng, đỏ gì cũng có. Mấy cái này là mấy cái nhỏ nè. Mấy cái này nhỏ. Này thì 230 đô. Cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching everybody. See everyone next time. Bye bye.